Rồi quê hương của em ở đâu? Chi tiết cụ thể xíu nha. Nghi có học sinh đi thi hộ, cô giáo chỉ hỏi vài câu đã khiến thanh niên cúi đầu nhận tội. Vấn đề học hộ thi hộ có lẽ không còn xa lạ với nhiều sinh viên. Thế nhưng mới đây một trường hợp đi thi hộ bị phát hiện. Thế nhưng để cho người nam thanh niên thi hộ tâm phục khẩu phục, cô giáo đã ngồi lại mặt đối chất với chàng trai vài câu hỏi nhỏ về tên tuổi, quê quán cũng như nhân thân gia đình. Sau đó quay lại hỏi về trường lớp. Rồi quê hương của em ở đâu? Chi tiết cụ thể số nhà? Không có số nhà. Rồi ok. Bố mẹ tên là gì? Chị. Rồi, nhà có bao nhiêu chị em? Chị tên là gì? Chị em tên là gì? Chị của em tên là gì? Sau khi đối mặt với những câu hỏi khó của cô giáo, nam thanh niên đã phải cúi đầu nhận tội. Em của em tên là gì? Em học lớp nào? Sự định của lớp nào? Em không nói thì cũng phải tra ra. Tôi đang ghi tốt hình ảnh của em và tôi sẽ gửi lên ban giám hiệu nhà trường. Nếu em muốn tôi xử lý thì nhẹ nhàng thì em nói ra. Em học sinh viên của lớp nào, có phải của trường này hay không? Rồi ok, xin cái trường này. Rồi, điện lực. Rồi, ok. Chỉ cần biết thông tin như vậy thôi. Được biết, đối với một số trường có những hình thức kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, cùng với đó là nội quy quy định rõ ràng. Không được nhờ người đi học hộ và đi thi hộ. Những trường hợp vi phạm sẽ bị kỷ luật, thậm chí xóa tên khỏi bộ dữ liệu của trường. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại. Thanh niên này chắc mới đi làm lần đầu chứ gặp đứa nào mặt lì là nó bỏ về luôn, vì nhà trường có được phép giữ người đâu. Tôi xác nhận chỉ cần đi học hộ ở cao đẳng FPT thôi là đủ để bị trường đuổi học rồi nha. Đó là lý do tôi chả bao giờ học hộ thi hộ cho ai, vớ vẩn mang vạ vào người. Còn đứa đi thuê không làm được hay bận gì thì đó là việc của nó, không cần quan tâm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.